Trong số trước, chúng ta đã tìm hiểu các bước kiểm tra phanh và lốp của xe số. Số này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quy trình kiểm tra an toàn của loại xe này. Tiếp theo, tôi xin hướng dẫn các bạn về cái cách kiểm tra bánh xe. Thứ nhất là về cái phần kiểm tra về bề mặt bên ngoài. Ta kiểm tra bằng cách chúng ta kiểm tra kỹ các bề mặt bên ngoài xem có các dị vật không. Nếu như có các dị vật nó găm vào đây, chúng ta nên loại bỏ để tránh những gây ra hiện tượng là sẽ làm hư hại đến xăm lốp của chúng ta. Bằng cách là chúng ta quay và kiểm tra dị vật, khi mà có dị vật mắc trên đây chúng ta phải nên loại bỏ. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra về cái độ mòn của lốp xe. Các bạn lưu ý trên lốp xe bao giờ có hình tam giác, và khi mà đối xứng xe bên này cũng có một hình tam giác, và đây, khi đối xứng xe bên này có hình tam giác và đây có một cái điểm nằm giữa cái lốp xe này. Khi ta lốp gốc nó mòn đến cái chỉ thị này thì là chúng ta phải lên thay lốp xe để cho nó đảm bảo an toàn. Và tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra đến vành và lăn hoa. Vành và lăn hoa chúng ta kiểm tra bằng cách chúng ta quay xem vành và lăn hoa là nó có tròn đều hay không. Hai nữa là lăn hoa nó có căng và nó có bị gãy hay không. Nếu mà bánh lớn như lốp xe mòn hoặc là lăn hoa của chúng ta bị gãy hoặc vành của chúng ta không tròn đều thì các bạn lưu ý đem đến các hép nơi gần nhất để chúng ta sửa chữa và thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn khi chúng ta lưu thông ở trên đường. Tiếp theo là chúng ta kiểm tra áp suất lốp. Kiểm tra áp suất lốp bằng cách chúng ta dùng ngón tay, dùng hai ngón tay ấn vào. Nếu cái áp suất lốp mà nó kém, nó còn chưa làm trong tiêu chuẩn, nó lon, chúng ta lên đến các hép nơi gần nhất chúng ta là bơm lại cho nó đảm bảo áp suất lốp. Đối với áp suất lốp thì ở phía ốp xích chúng tôi đã ghi rất là rõ. Đối với cái xe chỉ có một người đi thì lốp trước là 2 cân và lốp sau cũng là 2 cân. Đối với xe này có một người ngồi sau nữa thì là lốp trước 2 cân 2, lốp sau là 2 cân 8. Thì cái này thì các bạn lưu ý làm sao đó chúng ta thực hiện nó đảm bảo để vận hành chiếc xe của mình một cách nó an toàn nhất khi đi trên đường. Và tiếp theo thì tôi xin giới thiệu về cách kiểm tra đèn còi. Muốn kiểm tra đèn còi là biết là cái hệ thống đèn còi chúng ta sử dụng có bình thường hay không, chúng ta bật chìa khóa lên và chúng ta bật công tắc xi nhan xem là đèn xi nhan và bóng trước và bóng sau có sáng hay không, bằng cách chúng ta đưa bàn tay ra đằng trước và đưa bàn tay ra đằng sau để kiểm tra xem là các bóng xi nhan có hoạt động bình thường hay không. Tiếp theo nữa, chúng ta kiểm tra về công tắc đèn phanh tay và đèn phanh chân. Các chúng ta bóp phanh vào và đưa bàn tay ra đằng sau xem là đèn phanh sau có sáng hay không. Và tương tự đối với phanh chân cũng vậy. Và chúng ta ấn vào nút công tắc còi để kiểm tra xem là hệ thống còi hoạt động bình thường hay không. Đối với hệ thống đèn chiếu sáng chúng ta nổ máy lên, ta nổ máy và bật công tắc đèn pha để kiểm tra đèn pha có sáng hay không. Sau đó chúng ta chuyển sang công tắc cốt để xem là đèn cốt chúng ta có sáng bình thường hay không. Các bạn lưu ý một điều đối với hệ thống đèn còi, khi mà có sự cố bất thường về đèn còi thì là chúng ta phải lên đi sửa chữa ngay vì hệ thống đèn còi này là rất là quan trọng. Tiếp theo là chúng ta kiểm tra về hệ thống gương chiếu hậu. Và đối với gương chiếu hậu chúng ta phải đảm bảo làm sao gương không mờ, không bị lứt vỡ. Khoảng cách về chiều ngang của gương là 1/4 từ phía trên là về chiếu về khuỷu tay của người lái, còn 3/4 của chiếc gương và chúng ta là chiều xuống mặt đường. Và đối với chiều dọc của gương, 1/3 của gương thì là chiếu trên mặt đường và 2/3 của gương thì là chiếu sát với mặt đường. Với những bước kiểm tra xe máy đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, hy vọng các bạn sẽ có một hành trình thật an toàn. Chương trình An toàn giao thông tới đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.